Xin chào các bạn, tôi là bác Thắng Phong Thủy. Hôm nay tôi trao đổi với các bạn một cái chủ đề liên quan đến hiểu đúng về phương vị bát quái mới có thể cầu cát tránh hung. Qua rất nhiều trải nghiệm trên thực tế và cũng chứng kiến nhiều cách hóa giải của các thầy khi hóa giải hàng năm cho gia chủ, đối với những con sao hung và chiêu tài những con sao cát. Chứ chúng ta cũng biết đấy, trong 9 ngôi sao từ Nhất Bạch đến sao Cửu Tử và Tinh, 9 ngôi sao này có những con sao cát, có những con sao hung. Bởi vậy mà hàng năm người ta thường phải hóa giải những con sao xấu để chiêu tài những con sao tốt. Tuy nhiên để làm được cái việc này đấy, nó không chỉ đơn giản là trên một cái lý thuyết là tương sinh tương khắc, mà gì chúng ta phải biết được là cái ngũ hành bản cung của trong bát quái mới có thể hoàn toàn giúp chúng ta thực hiện được những cái phòng tránh những cái rủi ro và chiêu nạp những cái điều tốt lành. Trước hết chúng ta đi về càn vị. Một cái ngôi nhà thì bao giờ cũng chia ra làm 8 cung vị, là càn, khôn, cấn, tốn, chấn, đoài, ly, khôn. Thì đầu tiên chúng ta xét tới phương vị càn. Phương vị càn vốn dĩ bản cung của nó là kim. Nếu như các bạn để quan sát cái phương vị càn của nhà mình, nếu như ở đó đặt những cái vật màu đỏ, đặc biệt là những thứ liên quan đến hỏa khí như lò, là bếp, là bàn thờ, là nơi đốt hóa vàng, là cây hương và những cái nơi mà sản sinh ra hỏa, chạm đến thế, vân vân, thì ở đó sẽ phát sinh mâu thuẫn khắc bản cung, thì người nhà sẽ bị ảnh hưởng. Đặc biệt là cung này nó đại diện cho người cha, người đứng đầu trong một cái gia đình và người lớn tuổi. Khi chúng ta có những cái vật liên quan đến hỏa khí ở đó thì nó sẽ bất lợi, đặc biệt liên quan đến cái vấn đề đau đầu, hoa mắt, chóng đầu, thần kinh và các cái huyết áp họ sẽ không được tốt. Đặc biệt là những người già dễ bị lú lẫn, phụ nữ trẻ thì thông thường bất lợi và cũng hay có những cái vấn đề về thần kinh không được tốt. Đó là cái đầu tiên. Xét tới phương vị thứ hai là đoài vị. Đoài vị bản cung của nó cũng là kim, tức là loại âm kim. Ở khu vực này nếu như chúng ta cũng sắp xếp những cái vật liên quan đến hỏa khí màu đỏ quá nhiều, hoặc những cái mà mang cái tinh hỏa, nó cũng sẽ bất lợi, kể cả các cái vấn đề về loa đài, về bàn thờ, về bếp núc, những cái việc mà phát sinh ra hỏa khí, chạm biến áp, vân vân. Thì ở đây sẽ bất lợi cho trẻ nhỏ, đặc biệt là những người mà sao số 7 và người nữ giới tuổi dậu và trẻ con dưới 15 tuổi. Ở cái nhà này, khu vực đó nó cũng sẽ rất bất lợi về các cái vấn đề mà liên quan đến đường hô hấp, ho, viêm họng, bệnh loãng xương, xoang, răng, hàm mặt, sưng lợi và đặc biệt là bất lợi cho nữ giới, rất dễ bị các vấn đề về thần kinh. Cũng như trước đây là tôi đã phát những cái clip ấy. Ngoài những cái về đồ vật ra thì chúng ta cũng phải chú ý về cái gọi là các cái liên quan đến phản quan sát ở cái khu vực này, nó cũng sẽ dẫn tới những hậu quả bất lợi. Tiếp theo chúng ta sẽ xét tới là ly vị. Ly vị bản cung cũng là hỏa. Nếu như ở cái khu vực này mà chúng ta đặt những nhiều vật phẩm màu đen, đặt bể nước, đặt những cái liên quan đến nước như nhà vệ sinh, nhà bếp, vân vân, cái gì nó là bể cá
hoặc là thủy vị, những cái nó làm cho là thủy khắc hoàn, dẫn tới những cái mà bất lợi. Đặc biệt là tôi cũng nhắc lại các cái cung vị như càn, đoài hoặc là ly, các cung vị nếu như đó nó lại khuyết nữa thì chắc chắn ở đó sẽ xảy ra những cái sự cố bất lợi. Nếu như ở phương vị phía nam, tức là ly đấy, nó có những cái mà liên quan đến nước ấy và bị khuyết góc ấy, thì dễ mắc các chứng bệnh về tim mạch, đau mắt, bệnh về máu huyết, về huyết áp, và dễ mắc bệnh về các cái vấn đề về thần kinh. Người nhà dễ có những cái thay đổi về tinh khí, trẻ con sẽ dễ bị về bệnh mắt, đặc biệt là bất lợi cho trung nữ và những người tuổi ngọ và người mệnh sao cửu tử, mệnh sao cửu tử hỏa tinh. Tiếp theo chúng ta sẽ xét tới phương vị bát quái của nó, là phương vị chấn. Chấn ở bản cung của nó là mộc, cũng đại diện cho con trai trưởng. Chấn là mộc, nếu như ở bản cung của nó vì một lý do nào đó chúng ta đặt nhiều các cái đồ kim loại, kể cả trong bếp mà các bạn đặt ở các cương vị phía đông chấn ấy, là dao kéo hoặc là những cái vật mà liên quan đến kim loại, đặc biệt ở đó mà chúng ta lại là treo chuông gió hoặc bắt quái hồ phu băng đông chẳng hạn, thì nó là điều bất lợi. Nó sẽ dẫn tới là khắc bản cung, thì người trong nhà thì thường là dễ với, mà ở đó lại bị khuyết góc đấy chẳng hạn, thì ở đó sẽ dẫn tới người nhà hay bị bệnh về tay chân, đặc biệt là những cái bệnh liên quan đến gan mật, nó cũng sẽ không được tốt, các thần kinh nó cũng không được ổn định, dễ bị trầm cảm và suy nhược cơ thể. Tiếp theo chúng ta xét đến phương vị tốn vị. Tốn vị ở đây là gì? Nó cũng bản cung của nó cũng là mộc. Nếu như chúng ta cũng ở đó để quá nhiều vật màu trắng, vật kim loại, những cái vật liên quan đến kim loại, vân vân, thì ở đó kim nó sẽ chẻ mộc, thì người nhà đấy, dễ bị các bệnh rona thần kinh, bị gió, bị ho, da máu, tổn thương về các cái vấn đề liên quan đến mũi, đến hen suyễn, bệnh xương khớp và bệnh phong hàn, bệnh nám má và khó thở, rona thần kinh. Tiếp theo chúng ta xem đến cái phương vị khảm vị. Khảm vị bản cung của nó ở phía bắc là thủy. Nếu như ở đó chúng ta để quá nhiều những cái vật màu vàng, hoặc là quá nhiều những cái tượng, hoặc là non bộ, đá, vân vân, ở khu vực đó nó lại có nhiều các cái đồi núi, nhà cao tầng, núi cao, vân vân, mà mang tính chất là thổ, hoặc là những cái nơi người ta tập kết gạch, người tập kết cát, những cái gì mà liên quan đến thổ vị mà ở phía bắc, tức là thổ nó lại phá thủy, nó lại bị khuyết góc đấy, thì người nhà thông thường là bất lợi cho con trai thứ hai, người tuổi Tý và mệnh sao nhất bạch thủy tinh, thì thông thường dễ bị các cái bệnh về bài tiết, bệnh về thận, bàng quang, tiết niệu, tai, và con người ở đấy là nó thiếu thông minh, làm việc không có đầu không có đuôi. Nam giới ở trung tuổi thì thần kinh không được tốt, suy nghĩ nhiều khi nó lệch lạc, bất lợi. Tiếp theo chúng ta xét đến phương vị cấn. Cấn là thổ, mà ở đây ở khu vực phía đông bắc đấy gọi là cấn, là thổ, mà ở đây chúng ta để có quá nhiều vật màu xanh lá cây, mà ở đây có nhiều cây cảnh, nhiều những cái màu xanh lá, đặc biệt nhiều cây lớn, nhà là ở khu vực đó lại khuyết góc, là dẫn tới là mộc nó khắc thổ, thì sẽ gây lên những cái bệnh mà liên quan đến tay, đến da, đến cái ổ bụng, dạ dày và đường ruột. Trẻ con thì mắc nhiều bệnh tật, yếu mệnh, và người nhà đặc biệt là con cái, con cháu và thiếu nam thì không được thông minh lắm, bởi vì đây nó cũng là cái cung học vấn, cho nên khi nó là vi phạm quá mức vào ở cái khu vực đó thì nó cũng sẽ bất lợi.
Tiếp theo đó là khôn, khôn vị phương vị này nó cũng là thổ. Nếu chúng ta cũng đặt những cái vật màu xanh lá cây quá nhiều, nhiều cây cối, nhiều cây cảnh nó quá mức ở cái khu vực này, nó cũng sẽ dẫn tới những cái bất lợi cho người mẹ, đặc biệt là sẽ tổn thương về da, bệnh về tỳ vị, về ruột non, mắc bệnh thần kinh và cơ thể mệt mỏi, luôn lo âu và buồn phiền. Trên đây là 8 cái phương vị bát quái các bạn phải đặc biệt nắm được. Từ đó chúng ta sẽ có những cái biện pháp hóa giải khi các con sao xấu nó tới. Tôi nói ví dụ, hàng năm chúng ta phải hóa giải sao số 2, sao bệnh phù và sao ngũ hoàng đại sát. Thì chúng ta, nếu trên lý thuyết ấy, thì chúng ta sẽ lấy là kim để tiết lao bất thổ đi. Tuy nhiên, nếu như chúng ta chỉ áp dụng bằng lý thuyết mà không có những cái thực tế đấy, thì dẫn tới những cái hậu quả mà chúng ta ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Tôi nói ví dụ như năm 2023, sao ngũ hoàng sao nhị hắc thổ tinh, sao bệnh phù nó chiếu tới phía đông, tức là ở chấn vị. Nếu như chúng ta không nắm được cái bản cung ở chấn vị đấy, nó là ngũ hành của nó là mộc, mà chúng ta lại treo một cái chuông gió hoặc đặt một cái hồ lô bằng đồng, ở đó chúng ta lại để nhiều cái vật về kim loại, nghĩ rằng ở đó để tiết hao được cái con sao số 2 bệnh phù. Tuy nhiên nó lại khắc bản cung ở đó là mộc. Bởi vậy mà cái phương pháp ấy là người ta bao giờ cũng là ngũ hành tương sinh tương khắc, bổ trợ lẫn nhau. Thì bao giờ đấy, như tôi đi chẳng hạn, để tôi hóa giải cho mọi người đấy, khi mà con sao số 2 hoặc con sao số 5 nó chiếu tới bản cung là chấn hoặc tốn, người ta vẫn để 6 đồng xu hoặc là hồ lô. Nhưng gì, người ta phải có cái phương pháp. Thứ nhất là nếu như các bạn dùng cái hồ lô thì các bạn sẽ cho cái trà và khô vào trong đó. Đồng thời cái hồ lô đó lại phải để trong một cái bát nước, để lấy cái nguyên tắc kim sinh thủy, thủy sinh mộc cho bản cung. Đồng thời kim nó cũng làm tiết hao đi cái xấu của sao số 2 bệnh phù. Hoặc là có những cái biện pháp nữa mà tôi cũng thường mà áp dụng đấy, là có thể là cho một cái bát nước, thả vào trong đó 6 đồng tiền xu nhỏ cộng một đồng xu to, cũng thành là nhất lục cộng tông, là kim là sinh thủy và thủy sẽ dưỡng làm mộc. Trên đây nó nói ví dụ như thế. Ngoài ra ở cái bản cung này, người ta cũng có thể là dùng thảm, thùng thảm màu trắng, màu ghi, màu ánh bạc. Ở dưới người ta cũng có thể gắn ở dưới là 6 đồng tiền xu. Qua đó cũng là những cái biện pháp. Còn những nhà nào mà rộng mà đặt bể cá thì ở đó chúng ta đã có sẵn cái bể cá và chúng ta thả luôn vào trong cái bể cá đấy 6 đồng tiền xu, nó cũng có tác dụng hóa giải. Đây là tôi nói ví dụ là như vậy. Nếu như chúng ta vận dụng nó không đúng và không có những cái khoa học thì dẫn tới những cái bất lợi. Hóa giải thì không hóa được, hóa được một phần này nhưng nó lại dẫn tới những cái tổn thương khác. Cho nên cái công việc hóa giải ấy, phải tùy theo các cái con sao như thế nào mà để nó triệt tiêu được những cái xấu nhưng nó vẫn giữ được những cái vốn có của bản cung. Từ đó chúng ta sẽ có những cái biện pháp hóa giải hàng năm theo một cái nguyên tắc là không được cố định. Các bạn nên nhớ, người bác sĩ ấy, người ta bắt mạch kê đơn ấy, cùng một bệnh nhưng cái liều lượng nó phải khác nhau. Có thể cho thêm cái này và bớt cái kia, mà ngược lại tăng cái này lại giảm cái kia, cái khác. Thì trong cái hóa giải của nó cũng như vậy. Tránh trường hợp chúng ta chỉ khư khư một số các cái lý thuyết
mà để khắc chế các cái ngũ hành nó dẫn tới những cái bất lợi. Đấy, vừa xong tôi đưa cho các bạn ví dụ một cái chứng minh rất rõ là sao nhị hắc bệnh phù ở phía đông trong năm 2023. Nếu vận dụng nó sai thì người nhà thường hay bị tổn thương về chân tay và bệnh gan. Trẻ con thì dễ bị ngã, gãy xương, gãy tay. Bởi vậy làm cái việc gì cũng phải có những cái tính toán, làm việc gì cũng phải có những cái suy luận và cân bằng làm sao cho nó tốt. Qua đây, qua cái clip này đấy, cũng để cho các bạn biết được là ý nghĩa của từng cái bản cung và cái ý nghĩa của nó là những cái là yếu tố về bệnh tật của mỗi cung vị, nó đều có những cái mà bổ sung cân bằng cho nhau để giúp cho cái bản cung đấy nó tốt lên, và cũng có thể để hóa giải những cái mà con trâu nó thiếu tới. Khi các bạn nắm rõ được bát quái rồi đấy, thì các bạn có thể suy luận những cái thành viên nào ở trong cái phương vị đó tốt hay là xấu. Khi mà những cái vật các bạn đặt, kết hợp các vật của các bạn mà đặt ở đó, để ở đó, khi kết hợp với lý khí, người ta gọi là loan đầu kết hợp với lý khí, nó sẽ phát sinh ra những cái sự việc tốt hay xấu. Từ đó chúng ta có những cái biện pháp ngăn chặn những cái xấu và để tăng cường, thúc đẩy những cái tốt, giúp cho gia đạo nó được càng ngày càng củng cố phát triển. Nếu như chúng ta không hiểu được cái bản cung của cái bát quái này mà sắp xếp những cái đồ vật nó không đúng, dẫn tới những hậu quả ngược lại cho mong muốn các bạn. Nhân đây cũng nhắc các bạn, trong bát quái không nên để khuyết bất kể một cái cung vị nào, mà nên làm vuông vức. Bởi vì trong cái bát quái, trong 8 cung nó cứ thiếu một cung vị nào thì là bất lợi cho cái thành viên ứng với cái cung vị đó, đồng thời cũng bị thiệt thòi về công danh, sự nghiệp và những cái mà các bạn mong muốn. Hôm nay tôi cũng nhắc lại cho các bạn cho các bạn nhớ ý nghĩa của các cung như sau. Thứ nhất là phía đông, ngũ hành của nó là mộc, đó là cung gia đạo, đại diện cho con trai trưởng. Phía đông nam nó là cung phú quý, bản cung là mộc, đại diện cho con gái trưởng. Phía nam là cung danh tiếng, đại diện cho con gái thứ hai. Ngũ hành là hỏa. Tây nam là đại diện cho người mẹ, đại diện cho cung hôn nhân. Phía tây đại diện cho tình yêu, đại diện cho con gái út. Phía tây bắc đại diện cho người bố, người cha, cũng đại diện cho cung quý nhân phù trợ. Phía bắc nó là cung sự nghiệp, đại diện cho con trai thứ hai. Đông bắc nó là cung sự nghiệp, đông bắc là cung mộc vấn, đại diện cho trẻ bé dưới 15 tuổi. Đó là các bạn nên nhớ, tránh cái trường hợp mà các bạn để những các cái cung vị đó nó thò, nó tụt, nó khuyết, cũng dẫn tới những bất lợi. Đặc biệt là hạn chế đặt những cái vật mà nó khắc chế bản cung, dẫn tới bản cung nó bị suy, thì cái người ở đó, người đại diện cho cung đó sẽ dính dáng vào những cái ốm đau bệnh tật. Từ đó chúng ta biết cách hóa giải khi sao xấu chiếu tới hàng năm, và để đặt các cái vật chiêu tài khi hàng năm những cái con sao đương vận và con sao sinh khí nó chiếu tới phương vị tốt, thì chúng ta bày vật ở đó cũng có tác dụng. Qua cái clip này thì các bạn cũng biết là hóa giải hay là chiêu tài nó cũng phụ thuộc vào cái yếu tố tương sinh tương khắc của cái vật vật thể đó so với bản cung đó, giúp cho tài vận thăng tiến, gia đình ổn định, mọi được hành thông. Hôm nay tôi phát clip này, hy vọng các bạn tiếp thu được.
nó và để phùng hung tranh cát. Hẹn gặp các bạn ở lại những clip tiếp theo.